Chào mừng anh chị đã đến với kênh chứng khoán Đăng Nguyễn nhé. Thì hôm nay thị trường có pha giảm điểm không đáng kể, chưa đến một điểm. Thì em có thể nhận định luôn là cái thị trường hiện tại đang tiếp đến những cản là 1.130 điểm, thì nó sẽ có biểu hiện là rung lắc. Và việc động hôm nay thị trường có một pha nến, cây nến là giảm điểm, nhưng giảm nước giảm này là không nhiều, chưa đến một chỉ số, chưa đến một một phần một điểm trên chỉ số VN Index. Thì cái cây nến này, thì cái dự đoán này thì em cái biểu hiện vẽ này như này, em vẽ vào ngày hôm qua, thì hôm nay thì nó đang tiếp cận cái ngưỡng cản của em vẽ là ngày hôm qua. Thì em vẽ luôn, em vẽ là cái xu hướng nó sẽ đi như thế này, và đây là cái một xu hướng là em đã nhận định như ngày hôm qua. Anh chị có thấy ở video trước ấy, em đã vẽ như thế này, hôm nay thì đúng là nó đã tiếp cận cái ngưỡng cản là 1.124 điểm và bắt đầu là điều chỉnh, và là điều chỉnh một cái nến đỏ ở đây. Thì trước khi em đi đánh giá một số mã cổ phiếu và nhóm ngành, thì em sẽ đi qua hôm nay thì em sẽ đi qua nhìn nhận về thị trường ngày hôm nay một chút. Thì thị trường ngày hôm nay thì hiện tại thì tổng khối lượng giao dịch ấy, tổng khối lượng giao dịch chứng khoán này hiện tại là đang là 7.212 tỷ và nhiều hơn so với ngày hôm qua. Và khối lượng giao dịch cũng hôm nay cũng nhiều hơn so với ngày hôm qua, là hôm nay là 20.556 tỷ. Và hôm nay thì cổ phiếu giảm thì cũng giảm so với ngày hôm qua thì cũng không đáng nhiều, cũng bắt đầu là trên VN Index thì nhiều mã thì có 250 mã giảm, so với ngày hôm qua thì có 219 mã giảm gì đó. Thì hôm nay thì mã giảm thì cũng nhiều hơn so với một chút thôi, và trên chỉ số VN 30 thì cũng có 13 mã giảm và 13 mã tăng là bằng nhau. Còn HN Index thì cũng có 81 mã tăng và 75 mã giảm. Thì hiện tại thì trong em phân tích em nhìn nhận đấy, thì trong khoảng phiên chiều bên gần tầm 14 giờ thì khối ngoại bắt đầu là mua vào một lượng cổ phiếu, thì chắc là họ đang quan sát là cổ phiếu bắt đầu điều chỉnh thì họ bắt đầu là có động thái là mua lại. Thì hiện tại em nhìn vào cái khối ngoại đấy, thì cái phiên hôm nay thì đã mua lại, mua dòng là 10 114 phẩy 10 tỷ. Thì tổng khối lượng của cả sàn ba sàn ấy là tầm 1.030, tổng khối lượng ba sàn là tầm 1.030 tỷ của là cả khối ngoại của cả ba sàn. Và hôm nay thì khối tự doanh thì cũng bán ra cũng 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 không nhiều nó lắm, mọi lần thì họ bán là khối lượng là khá là lớn, nhưng nay họ lại bán lượng bán khá khá là ít so với mọi lần. Và thanh khoản hôm nay thanh khoản cũng nhiều hơn so với ngày hôm qua, và trên cả ba sàn đều thanh khoản cũng đều nhiều hơn. Và biến động thị trường ấy, thì một số mã cổ phiếu thì hôm nay thì bắt đầu là điều chỉnh và rung lắc. Thì trong nhóm ngành ngân hàng và ngành thép, ngành bất động sản, thì hôm nay nhiều cổ phiếu có biểu hiện là rung lắc và bắt đầu là cái đòn 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 nến, và một số cây nến thì có nên bố xuất hiện. Thì đây là một cái biểu hiện là thị trường bắt đầu là điều chỉnh, và có thể là sao thứ ngày mai ngày kia thì có thể là sẽ vào cái pha điều chỉnh của thị trường, có thể là giảm lên một chút. Và nếu mà kịch bản như thế, nó sẽ thị trường nó sẽ đi như cái kịch bản mà em vẽ như như vừa rồi đấy, cái kịch bản mà nó sẽ điều chỉnh và đi 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 test lại cái vùng giá là 1.120 điểm, và nếu mà giữ được thì có thể là quay lại về cái vùng giá 1.130 điểm, và nếu giữ được thì có thể là đi lên.
1.000 kỳ vọng sẽ là 1.150 điểm cho những phiên trong tuần và tiếp theo và có thể là đầu năm 2024. Hiện tại là bây giờ hiện tại đang hôm nay là ngày 27 tháng 12 rồi, thì còn vài ngày nữa thì cũng là kết thúc năm 2023. Thì em nghĩ là sang nếu mà thứ hai và rồi là phiên nếu mà phiên thứ hai và thứ ba lần sau nữa, nếu mà có thể là nghịch nghịch nghỉ Tết dương lịch thì có thể diễn ra một một hai hôm. Thì sau em hy vọng là nếu mà sau tuần sau ấy bắt đầu phiên thứ tư hoặc thứ năm ấy thì có thể là thị trường có thể là sẽ điều chỉnh và bắt đầu là hồi phục lại một chút, và kỳ vọng sẽ là có thể là lên 1.130 điểm, và nếu mà giữ lại được thì có thể là vượt lại ở mức giá là 1.150 điểm. Hiện tại thì vốn là hôm nay thì cũng thấp, cũng đều so với mọi hôm thôi. Hôm nay thì vốn cây nến vốn đỏ thì hôm nay thì cũng bằng với cây nến vốn của ngày hôm qua, cũng không không chênh lệch nhau nhiều, chênh lệch nhiều lắm. Và em xin đi qua một chút về một số mã cổ phiếu. Hiện tại thì trong nhóm ngân hàng ấy thì có STB thì đang hiện tại đang điều chỉnh, đang về cái vùng giá là vùng giá 27.4, và cái kịch bản mà nó sẽ nếu mà điều chỉnh mà giữ được cái vùng giá 27.4 này thì có thể là sẽ kỳ vọng sẽ là lên hai cái đỉnh cũ của nó, kỳ vọng nó sẽ là cản cũ là hai giá là vùng giá là 28. 28 là cái vùng giá mà đỉnh cản cũ của cái con STB này, và cái đáy gần nhất của nó sẽ là dãy đáy 26. 26 là cái đáy gần nhất, có thể là vùng sẽ là test lại của con này. Nếu mà nó không không đúng kỳ vọng mà nó sẽ không đúng lên so với vùng giá 28 thì nó có thể là kịch bản nó sẽ đi test lại, và kịch bản nó sẽ đi như này, nó sẽ lên một chút và như nó test lại cái vùng giá như thế này, nó lên test lại như thế này, có thể là về cái vùng giá 26.8. Và một số con khác trong ngoài ngân hàng như con Vietcombank đi, Vietcombank hôm nay cũng có pha chỉnh, thì đây hôm qua cũng vẽ lại, hôm qua cái nến này giữ nguyên thì hôm nay thì cũng là pha chỉnh thì là cũng lên 83. Thì đây cái mức cản của nó là đang ở của con STB này, à con Vietcombank này, em xin lỗi, con Vietcombank này thì nó đang ở cái ngưỡng cản là cái ngưỡng này này, ngưỡng ba ba tư à ba 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 tư này, đây là cái ngưỡng cản của con Vietcombank này. Và một số con trong ngành chứng khoán đấy thì hôm nay thì có SSC đây, SSC thì hôm nay cũng có cây nến đỏ, thì đây cũng là một cây nến điều chỉnh, và cái ngưỡng cản của nó, cái ngưỡng cản gần nhất ấy, là cái ngưỡng cản 32.9, 32.9 là cái ngưỡng cản mà của con SSC này. Con SSC này cũng đây là nếu mà nó vượt qua cái ngưỡng cản này thì có thể kỳ vọng sẽ là lên vùng giá là 33-34 cho những phiên tiếp theo, còn nếu mà không giữ được thì nó sẽ đi kịch bản xấu, nó sẽ là như thế này, đây là kịch bản xấu em vẽ ra, nó cũng sẽ là test lại cái vùng giá là 31-31.4 là cái vùng giá mà cái vùng hỗ trợ của con STB này, SSC này đây. Và một số trong con trong nhóm ngành công nghiệp như gạch, gạch hôm nay thì nhiều pha sau nhiều pha tăng thì hôm nay bắt đầu có pha chỉnh, thì cái vùng ngưỡng cản của con gạch này đang là cái vùng 23.8, nếu vượt được thì có thể lên, còn nếu không thì nó sẽ điều chỉnh và test lại như em nhận định vẽ như thế này, nó sẽ có thể nó sẽ lên một chút và test lại. Và nếu mà anh chị nào mà có thể là quan sát và một số mã trong nhóm ngành thì có thể là kỳ vọng sẽ tăng dù thâu và có thể có sẽ có điểm mua bán đẹp cho anh chị. Trong nhóm ngành thép thì có HSG cũng là một con mà hôm nay thì khá là khỏe, chưa 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 vẫn còn xanh, vẫn sắc xanh của con hoa sen này, hôm nay chưa có đổ phiên nào đỏ, hôm nay không có đỏ sau 3 phiên tăng điểm liên tiếp, thì cái vùng cản của con hoa sen này sẽ là vùng 22.8, nếu mà nó sẽ kỳ vọng
nghĩa là sẽ kịch bản nó sẽ là con SJC này sẽ có kịch bản là nó sẽ lên một chút lên như này và test về cái vùng giá này có thể liệu pha 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 điều chỉnh và pha hồi hồi nó sẽ đi như này và có thể là sẽ test lại một chút về cái vùng giá là 21.2. Nếu kịch bản xấu nó sẽ đi như thế này của thị trường thì hiện tại thì vốn em nghĩ là vốn của trong dòng tiền ấy thì hiện tại là vẫn còn chưa vào mạnh. Một số dòng tiền thì hôm nay thì con SJC này có dòng tiền vào nhưng dòng tiền này vào khá là thấp, không bằng cái vốn vốn nếu mà bằng tiền mạnh thì nó phải vào bằng cái vốn mà ngày tháng 7, tháng 12, tháng 11 ấy, thì nó phải bằng cái vốn này thì dòng tiền mới bắt đầu vào, nó sẽ có đủ năng lực để bật lại cái vùng giá, có thể lên được cái vùng giá 23, có thể vượt vượt được vào 23 thì nó sẽ là đẹp. Nếu mà vượt giá 23 thì có thể là ngưỡng tiếp theo có thể là 24, và hiện tại em khẳng định là con này đang giá thì đang nằm trên đường MA 10 luôn. Anh có thể chị có thể nhìn thấy là em vẽ cái đường MA 10 luôn, hiện tại giá con này đang nằm trên đường MA 10 luôn. Đây nó đang giá đang nằm trên đường MA 10 và đường MA 20. Vậy giá vẫn đang nằm trên đường MA 10 và đường MA 20, nó chỉ cái điểm cắt của nó là đang là ngày 20 20 tháng 11 đấy, à 20 tháng 12 thì bắt đầu cắt và đi lên, và khi đi lên ba ba giá thì cái cản gần nhất nó sẽ là cái cản vùng giá 22.8, và nếu mà vượt được cái cản này thì có thể là kỳ vọng lên được vùng giá là 24, 23, 23.7 và 24, có thể nên kỳ vọng sẽ lên đấy. Một số con trong ngành công nghệ như con Thế Giới Di Động hay là con FPT thì hiện tại thì con Thế Giới Di Động cũng đang trong ngưỡng điều chỉnh và ngưỡng cản, nó không vượt được mấy. Và đây là cái con Thế Giới Di Động, nó vuông nó khá là bé, nó vuông nó không và vuông khá là thấp không nhiều, và giá thì nhích tức như một chút thôi, không đăng cái ngưỡng cản là đang là muốn cái ngưỡng cản của nó là đang là cái ngưỡng cản 243, nên là cái ngưỡng cản này thì nhiều con ông còn mạnh thì có thể là không giảm ngay nhưng chỉ là trong quá trình điều chỉnh và cũng không lên được mấy, và nếu mà kỳ vọng nó lên được thì khi mà dòng tiền vào thì bắt đầu mới đẩy được cái vượt cái ngưỡng cản là 343 này thì mới bắt đầu mới lên được. Và hiện tại thì con này thì đang loanh quanh ở ngưỡng cái giá là 43, 42, 43. Và em những video trước thì em đã bảo là con này thì đã chốt lời ở mức giá 43 này, 43 thì có thể là target anh chị chốt lời một lượng là khoảng 50, 20 đến 30% rồi đã chốt ở đoạn này, và kỳ vọng nếu mà vượt được thì sẽ chốt tiếp ở vùng giá là 44, 44 sẽ là chốt tiếp vào lượng. Còn nếu mà nó không có điều chỉnh mà nó test lại cái vùng giá 39 thì anh chị có thể cân nhắc là mua lại một chút, vì hiện tại mình đang cũng có lợi thế là đang khá là có lợi thế đang lãi, vì em khuyến nghị là mua ở giá 40 thì hiện tại nó cũng đang có điện lãi nhất định rồi, điện lãi khoảng 50 đến 3 đến 5%, hoặc nếu mà cao nữa thì 8%. Anh chị nào vào sớm hơn thì có thể là 8%, còn anh chị nào vào muộn muộn tầm giá 40 thì có thể đang hiện tại đang lại khoảng 4 đến 5% cho anh chị. Và đây là cái nhóm mà em hôm nay khuyến nghị, cái nhóm này thì em cũng là khuyến nghị một số con thì hiện tại thì cũng đang có đệm lãi đổ vào sáng nay, thì hôm nay thì chiều phiên trở về thì T2 đấy thì nhiều anh chị đã có hàng trở về, thì đấy là cái nhóm là cộng đồng của em khuyến nghị. Còn trong nhóm khách hàng của em ấy thì em sẽ khuyến nghị kiểu, kiểu khác, và nhiều số nhiều mã thì anh chị cũng đã lời hơn so với trong nhóm cộng đồng, và chính vì thế là nếu anh chị nào mà muốn vào cái nhóm khách hàng của bên em ấy
thì anh chị sẽ quét ID của em vào, quét nhập mã ID của em vào, và để là khách hàng của bên em, thì em sẽ chuyển vào nhóm khách hàng group bên em, thì để cho anh chị có thể là có lãi nhiều cao hơn và so với cái nhóm của cộng đồng em khuyến nghị. Vì một số anh chị trong nhóm khách hàng của em thì đã đệm lãi ít nhất về tầm 5-6%, và vốn vốn thì cũng tùy thuộc, nhiều người có thể là vốn bé thì tầm 100 triệu trở xuống, vốn to thì có thể là tầm 500 đến 1 tỷ ở trong nhóm khách hàng ở bên em. Còn có những người thì có đầu tư ít thôi, khoảng 10 đến 20 triệu, mà ít hơn thì là 2 triệu để gọi là tìm hiểu thị trường. Ok anh chị, nếu mà anh chị có thắc mắc gì hoặc là có muốn em giải đáp thắc mắc thì nhớ inbox vào cho em số điện thoại em để trên màn hình và mã quét ID và nhóm cộng đồng em cũng để gắn trên màn hình. Thì anh chị nào cần thắc mắc hoặc quan tâm thì nhớ điện hoặc là nhắn tin hoặc inbox cho em để em trả lời cho anh chị. Ok anh chị, hôm nay thì thị trường thì cũng không có nhiều, không có gì mấy, thì em nói thế là cũng đủ cho anh chị quan sát và diễn biến tiếp theo của thị trường. Và hiện tại thì cũng gần đến cuối năm 2023 rồi, thì còn vài ngày nữa là kết thúc năm 2023, thì bắt đầu đầu sang đầu năm 2024, thì hy vọng thị trường sẽ tốt đẹp hơn và sẽ có những điểm mua và có điểm lãi cho anh chị. Ok em xin là pháp được kết thúc video đây, hẹn gặp anh chị ở video tiếp theo.